lịch sử thành lập. Trường Trung học Phổ thông Hòa Ninh, tên gọi cũ của trường chúng ta hiện nay, được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2007 theo quyết định số 1325, quyết định Ủy ban Nhân dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở tách phân hiệu Hòa Ninh của trường Trung học Phổ thông Bán Công, Phan Bộ Châu, Di Linh, ngày 6 tháng 2 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định số 404, quyết định Ủy ban Nhân dân đổi tên trường thành Trung học Phổ thông Hòa Ninh thành trường Trung học Phổ thông Trường Chinh. Đây là tên trường chính thức của trường ta hiện nay. Vậy Trường Chinh là ai? Tại sao trường ta đứng tên nhân vật này? Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, ông sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 và mất ngày 30 tháng 9 năm 1988. Ông là chính khách nổi tiếng của nước ta, được xem như chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam thống nhất, khi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987. Với bút danh Sóng Hồng, cố tổng bí thư Trường Chinh sinh ra ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, khu vực Hòa Bắc, Hòa Nam. Hòa Ninh là địa bàn tuyển sinh của trường ta, nơi mà hầu hết bà con nhân dân là người Nam Định. Do vậy, nhà trường đã xin sở cho đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Trường Chinh để học sinh ta tự hào về con người ưu tú của quê hương Nam Định. Qua đó, phấn đấu học tập thật tốt để làm rạng danh ngôi trường đang học. Trường ta có cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Các phòng học đều trang bị tivi, tủ sách. Trường ta là trường đầu tiên trong huyện có hồ bơi phục vụ học bơi cho học sinh, có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, sân thể dục, nhà có mái che. Cơ cấu tổ chức nhà trường: trường Trung học Phổ thông Trường Chinh là trường công lập loại 2, được sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và chi bộ nhà trường. Chi bộ trường ta có 20 đảng viên. Bí thư chi bộ là thầy Đặng Thanh Lê, phó bí thư là thầy Lưu Văn Hanh. Ban giám hiệu nhà trường có 3 người: thầy Đặng Thanh Lê là hiệu trưởng, thầy Hồ Quang Tuyến là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, thầy Lưu Văn Hanh là phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, lao động vệ sinh. Cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người có một ngày tốt lành.